chuyện gì vậy? Tân Hạn à? Ôi trời ơi, con điên này. Vài trường hợp chỉ vì chậm vài phút mà ân hận cả đời đấy. Hôm nay họp mất hơi nhiều thời gian, chị có mệt không ạ? Tôi không sao, cũng may là mọi vướng mắc của các nhà thầu đều đã được giải quyết hết. Công trình lần này sắp xong rồi, nếu mà dự án này hoàn thành, chị sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn đấy ạ. Tôi không sao, tôi sợ là dự án cũ chưa xong, dự án mới đã lại bắt đầu. Miết giờ chẳng có thời gian dành cho gia đình và bạn bè luôn. À, chị nhắc mà nhớ, chiều nay chị có cuộc hẹn với công ty truyền thông để bàn và ký kết hợp đồng làm TVC quảng cáo đấy ạ. Bên đấy hẹn mấy giờ? Bên này hẹn 2 giờ tại cửa hàng cà phê ạ. Cũng sắp đến giờ rồi đấy, cậu đưa tôi qua đây luôn. Chị mặc này đi ạ. Có sao đâu, mình là con người của công việc. Giờ giấc hẹn với đối tác quan trọng hơn là cái hình thức bề ngoài này. Chị mặc thế này chắc đối tác không nhận ra chị là sếp tổng của tập đoàn xây dựng đâu ạ. Nếu mà như vậy thì xem như là họ không có con mắt nhìn. Mà trong làm ăn có mắt nhìn người rất là quan trọng đấy. Vâng ạ, dạ em mời chị ạ. Chị đưa mũ em cầm nhé. Nhìn chị vui đấy ạ. Lần đầu tiên em thấy chị vừa cầm điện thoại vừa cười đấy ạ. Tôi xem ảnh của mấy người bạn ở trên Facebook, nhìn họ ngày xưa với bây giờ trông khác nhau quá. Có chuyện gì vậy? Tai nạn à? Có cậu bé ngã trước đầu xe mình chị ạ. Để em xuống xem sao. Còn có làm sao không? Đâu chú xem nào. Em kiểm tra xem cậu bé có làm sao không? Cháu nó phanh đột ngột quá, làm em phanh không kịp. Chú lấy hộ cháu quả bóng với. Không sao là may rồi. Đây bóng đây, đứng dậy cho chú con đi nào. Sao thế, cháu đau lắm à? Này, ông lừa chú đấy chứ. Chắc không phải là lừa đâu. Nhìn cậu bé đau chân lắm. Thế bây giờ làm nào chị? Còn làm thế nào nữa? Đưa cậu bé đi bệnh viện đi. Bây giờ mà đưa đi bệnh viện là chị không kịp gặp đối tác đâu ạ. Không sao, cậu cứ đưa đứa bé đi bệnh viện, tôi tự đón taxi qua gặp đối tác cũng được. Xong việc thì cậu bé quán cà phê đón tôi. Vâng. Thôi, nhanh đưa đứa bé đi bệnh viện đi. Vài trường hợp chỉ vì chậm vài phút mà ân hận cả đời đấy. Vâng ạ. Ôi khoan đã, cô ơi. Thế còn xe đạp của cháu ạ? Cháu mà mất xe đạp thì bố nhớ mắng cháu chết ạ. Không sao, cháu cứ đi bệnh viện đi. Xe đạp để cô mang về cho. Vâng ạ. Nhớ gọi điện cho bố mẹ của đứa bé đấy. Vâng ạ. Thôi chết rồi. Điện thoại với túi xách của mình đều để trên xe. Còn cái xe đạp này nữa. Làm sao với nó bây giờ nhỉ? Thôi mình đi xe đạp luôn cũng được. Ngày xưa đi học mình cũng đi xe đạp, coi như là ôn lại kỷ niệm. Khách nốt ngày hôm nay thôi, ký được cái hợp đồng mấy tỷ này, anh sẽ mua ô tô cho em luôn. Rồi, lúc nào đi tiếp khách. Mà đã bao giờ anh đủ tiền mua ô tô cho em chưa? Thì trước toàn là khách hàng nhỏ, bây giờ là khách hàng lớn,
lại còn là tập đoàn xây dựng cơ đấy nhá. Mà này, anh có chắc chắn là lần này khách hàng sẽ ký hợp đồng với bên mình không? Anh chắc chắn đến 99,99% luôn. Thì ngày hôm nay anh mới dẫn em đến đây để mà ký hợp đồng nhá. Thôi, tôi chết rồi. Tài liệu của anh đâu rồi nhở? Đây, đây, đây. Em đã chuẩn bị hết tài liệu trong cốp xe cho anh rồi. Mà này, tùy nước các khách hàng, anh phải thể hiện bản thân mình cho tốt rồi đấy nhá. Đừng để họ phật tí, rồi mà không ký được hợp đồng ấy, em giận anh luôn đấy. Anh biết rồi. Anh nói thật nha, anh chơi thân với cả cái ông trợ lý của sếp tổng tập đoàn bên đấy đấy. Tí nữa kiểu gì thì kiểu anh ta cũng nói đỡ công ty mình vài câu ấy. Đấy, hợp đồng này lần này chắc chắn nằm trong tay công ty mình rồi, không thể thoát được đi đâu rồi. Ôi, mày điên này, mày mù à? Cái con này, mày đi được cái kiểu gì đấy à? Mày có tin là tao đập chết mày không? Xin lỗi hai người, xe của tôi không có phanh nên tôi không dừng lại được. Ok chị à, nhìn ai đây? Trông quen thế nhở? Ngọc, mình là Trang, Trang 12A2 đây mà. Biết rồi, tao nhìn thì cái mặt mày đấy tao nhận ra rồi biết chưa? Cũng lâu lắm rồi không gặp, cũng phải gần 10 năm rồi ấy nhở? Đúng vậy. Tao cũng không ngờ sau 10 năm mày thay đổi nhiều như thế đấy. Này, em quen cái loại công nhân với cả đi xe đạp như thế này á? Ui, anh thật không ngờ về em đấy. Vớ vẩn, em gì phải quen với cái loại nghèo hèn bẩn thỉu này làm gì chứ? À, chuyện không phải là như vậy đâu, cậu hiểu nhầm rồi. Mày thôi nghe cái trò hiểu lầm của mày đi. Ngày trước ấy, mày cũng bảo hiểu lầm, sao mày vén váy cướp người yêu của tao đấy thôi. Tôi đã nói đây chỉ là hiểu nhầm mà. Tao cũng không ngờ cái loại lẳng lơ như mày cũng có kết cục ngày hôm nay đấy. Quần áo công nhân, đi xe đạp, thật đáng đời quá mà. Này, em mà bị con nhà quê này cướp mất bồ á. Ôi, quả đúng là chuyện hài mà. Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ của nó ấy, mày phận ớn lên rồi đấy. Anh không biết được đâu, nó chuyên dùng cái bộ mặt này để đi ve vã đàn ông đấy. Này, em gái, em thử quậy đuôi anh tí xem nào. Từ bé lớn anh chưa biết cái mùi vị đấy như nào cả. Đấy chỉ là chuyện trước kia thôi anh. Chứ bây giờ trông nó như cái đống rẻ rách thế này, chắc là không thể làm nghề nữa rồi. Mình làm công nhân thôi. Nãy giờ hai người sỉ nhục tôi hơi nhiều rồi đấy. Nếu như đã không thích nhau thì chẳng việc gì phải nói chuyện với nhau cả. Em đi đâu mà vội mà vàng thế? Em đâm đầu người yêu anh, bộ quần áo người yêu anh bận này thì ai đến hả? Ai đến? Nãy chỉ là chuyện không may, tôi đã xin lỗi rồi mà. Xin lỗi là xong á? Này, mày có biết cái bộ quần áo của tao đang giá chục triệu không hả? Cái loại nghèo kiếp xác như mày cứ nằm ngửa cả năm trời cũng không đủ tiền để đền quần áo cho tao đâu. Chục triệu đúng không? Được, tôi sẽ đền cho cô. Chết rồi, túi sách của mình là để trên ô tô mất rồi. Ôi, trời ơi. Em có nghe thấy cái gì không? Cô ta vừa nói là cô ta có cả ô tô cơ đấy. Anh ơi, cái con này nó không chỉ nghèo mà nó còn bị mắc bệnh hoang tưởng nữa anh ạ. Tôi nói là tôi sẽ đền cho cô, nhưng mà bây giờ tôi không có tiền mặt ở đây, phải đợi trợ lý của tôi tới rồi tôi mới đền cho cô được. Hoặc không thì cô đưa số tài khoản, tôi chuyển tiền cho cô cũng được. Thế? Mày nghĩ tao ngu thế á? Mày nghĩ tao sẽ tin lời của mày á? Đưa số tài khoản cho mày, mày chuồn à? Này, không bao giờ có chuyện đấy nhá. Ngay bây giờ ấy, mày mà không đền tiền cho tao thì đừng mong đi được đâu biết chưa? Đừng có nói nhiều nữa, bọn tao không có nhiều thời gian đâu. Mình nhanh lên để bọn tao đi gặp khách hàng nữa. Tôi đã nói là tôi không có tiền ở đây. Đợi lát nữa trợ lý của tôi tới thì tôi sẽ đền tiền cho cô. Nếu mà không có tiền ở đây, mày quỳ xuống xin lỗi tao, dập đầu của mày xuống chân tao 3 cái, tao sẽ tha cho. Cô ý hay đấy em ạ. Tôi sẽ không dập đầu trước ai cả. Đúng lại loại gái cứ giả mồm mày. Anh đánh nó một trận cho em, để xem nó còn cứng đầu nữa không? Ai? Em thích ý, thì em đi mà đánh, anh cầm túi cho em, được không? Chứ anh nói thật nhá, tay anh cả đầu còn dài, ai lại đi đánh phụ nữ như thế? Mà nói thật,
tí mình còn phải gặp khách hàng, đành cũng xui lắm. Nếu như mà hai người không chịu, nó cho đi. Từ nãy đến giờ, tao hơi bị khó chịu cái thái độ lờ lõm của mày rồi đấy nhá. Mày không đưa tiền đây thì đừng hòng đi được đâu. Cô cậu bỏ tay ra. Cô cậu đang làm gì đấy? Anh Hoàng, bọn em đang dạy cho con Danh con này một bài học đấy nhá. Con Danh này chuyên đi lừa tình người khác thôi, anh không phải quan tâm nó đâu. Cậu im mồm đi, cậu biết cậu vừa nói gì không ạ? Anh Hoàng, trợ lý của sếp tổng của cái tập đoàn xây dựng đấy. Lúc nữa mình đi ký hợp đồng nhá, là anh ấy sẽ nói đỡ cho công ty mình đấy. Sẽ không có bất kỳ việc ký kết hợp đồng nào ở đây cả. Con Xanh này, đây là chỗ nào mà trời lên tiếng hả? Này, mày có tin tao bảo một phát, mày cũng biết xong không hả? Cô câm mồm lại ngay, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không đây? Anh Hoàng, sao anh lại nóng thế hả? Cô không biết gì à? Tôi nói cho cậu biết nhá, đây là sếp tổng của tập đoàn xây dựng mà tôi đang làm đấy. Anh nói cái gì cơ? Con Danh này là sếp tổng á? Không bao giờ có chuyện đấy. Tôi cảnh cáo cô nhá, cô mà còn xúc phạm nhân phẩm của người khác một lần nữa, tôi kiện cô ra tòa đấy. Anh Hoàng, em không biết. Thật sự là em không biết đi chứ. Cái con này, chị quên. Sếp tổng của anh mặc quần áo công nhân, lại còn đi xe đạp. Em không biết cho nên em mới tưởng vậy ạ. Mặc áo công nhân thì làm sao? Đi xe đạp thì làm sao? Bộ quần áo trên người cô ta còn chẳng đáng giá đến 1 triệu mà cô lại đòi hết giá tôi 10 triệu à? Chị, em xin chị đấy ạ. Cái hợp đồng lần này ấy, thật sự rất quan trọng ấy ở công ty em chị ạ. Nếu như mà công ty có thì chắc là công ty em phá sản mất. Chị ơi, chị mở lòng từ bi, chị thương bọn em chị nhá. Tôi thà ném tiền qua cửa sổ còn hơn là đầu tư cho những cái con người thiếu nhân cách như các người. Chúng ta đi thôi. Anh cái gì? Tại cô đấy.